Rồi hello, xin chào mọi người nha. Nhân đang đi ngoài vườn mọi người. Ra vườn dừa để đi lượm kiếm dừa ha mọi người. Kiếm dừa vô làm. Đây có mấy trái dừa héo rụng lên mọi người. Cô vẫn rụng lên tự nhiên luôn nè. Đây một cây nè. Cây này thì mới nhú, cây này lên cao rồi, cây phía trên nha mọi người, trái người ta mới đốn, cũng còn trái nhóc luôn. Rồi ở đây nó lên nhóc rồi mọi người, nó nằm trong lá cái nó lên luôn. Lên rất là sâu. Rồi hôm nay em sẽ dẫn cho mọi người lại cái cây dừa rất là đặc biệt này cho mọi người xem ha. Khu này là em mới hạ bỏ một bớt mới nha. Tại vì dày quá nên hạ bỏ bớt chừa xa xa một cây à. Ha, mọi người còn thấy nha, dừa không? Xa 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 một cây chứ để nha, dày quá trái không được nhiều. Giờ cây dừa đặc biệt nằm ở đây đây, mọi người thấy chưa, cây dừa được hạ đây nè. Đó, cây đó nó được hạ, nó nằm xuôi theo đây hả mọi người. Nhưng cây này vẫn còn một hoài một buồng, nhưng mà cưa cách đây khoảng 2 tháng rồi, nhưng mà buồng này vẫn còn nha mọi người, đặc biệt. Đây nó, cái dấu cưa của hũ đây ha, nhưng mà rất may mắn là nó không không đứt mọi người, nó còn dính trong thân luôn nè, nên cái buồng này nó vẫn còn sống bình thường nha mọi người. Trái tự nhiên nó không có lớn ha, nó không lớn, nó nhỏ trung bình luôn, nhưng mà trái này em thấy là nó dài đó, nó dài. Cái cây mẹ nó đã đứt rồi, đã đứt phần gốc luôn ha, đã đứt gốc rồi, nó ngã đây, nhưng trong cái thân mẹ nó vẫn còn nước nên nó cố gắng nó nuôi cái buồng dừa này ha. Cái cổ buồng dừa còn xanh lè luôn ha, nó vẫn còn dính đây một chút, nó cố gắng hết sức để nó nuôi dưỡng, cấp nước nó nuôi cái buồng dừa này ha. Buồng dừa này trái cũng khá khá. Để em đếm thử bao nhiêu trái nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trái. Cuộc này 18 trái mọi người. 18 trái. Trái này là bằng những trái dừa tí hon được rồi các em luôn á. Bằng luôn, bằng những trái dừa tí hon luôn. Nó cùng cỡ luôn. Em thấy nó mấy những trái này nó đã già hết mọi người. Cách nhận biết là nhìn vô cái màu nè. Cái màu nó chuyển dần qua màu xám ha. Còn những trái dừa non đó là cái trắng này nó còn trắng. Nó chuyển màu qua màu xám đen chứ. Những trái dừa này còn rất tốt luôn ha. Nó không có hiện tượng là sức màu ha mọi người. Khi nào có hiện tượng sức màu là nó sẽ hư. Còn ở đây là yên nguyên luôn. Nó giữ toàn bộ những trái. Em đang đợi cho nó khô. Nhưng mà không biết cái cây nó nuôi nổi tới khi cái buồng nó khô không nữa. Tại vì chất dinh dưỡng nó không biết đủ hay không. Tại vì cưa nó cũng khoảng 2 tháng rồi. Nó đã cố gắng hết sức nuôi tới bây giờ là rất tốt rồi. Em đợi thêm một thời gian nữa. Nếu mà kết quả nó khô được á, thì em sẽ đem vào em ôm. Nếu ai có muốn chia sẻ thì em chia ra luôn cho. Những trái này thì kết quả ôm nó cũng tỷ lệ lên khá thấp nha mọi người. Tại vì nó nhỏ, nó bé. Đang đợi kết quả, nếu nó nuôi nổi tới cái lúc mà khô luôn á thì sẽ có trái để mình ôm thôi. Này cũng khoảng 2 tháng nữa nó mới có thể khô hả mọi người. 2 tháng nữa mới có thể khô. Mọi người, em cho mọi người xem cái cây nữa ha. Cây nó đã cưa đứt rồi. Nè mọi người. Đứt nha mọi người. Cây trên đó này.
chặt mọi người xem nha. Cái thân nó vẫn còn tươi mọi người, đây vẫn còn tươi luôn á, 2 tháng rồi. Mình nghĩ là chắc đủ đủ cái lượng nước để nó cung cấp cho cái bồn dừa này ha. Bây giờ những trái dừa này nó không còn lớn nữa đâu, nó chỉ cần đủ chất dinh dưỡng để nó già nó khô thôi. Cái trái này là bé nhất, còn cái phần này nó mục rồi mọi người. Đây là cái phần củ hủ, gần củ hủ, phần non nhất thì nó đã mục rồi, nó mục hết rồi. Còn đây thì cái cổ nó chắc có lẽ nó ăn vô trong sâu trong này một tí. Rồi em xin chào mọi người ha. Khi nào mà nó có kết quả tốt, trái nó khô lên thì em sẽ up video. Mọi người thấy thì mọi người có thể alo cho em ha. Thì bây giờ kết quả nó cũng chưa biết khô hay không nên không có chia sẻ cho mọi người được. Khi nào tới đó nó khô thì em sẽ up lên. Rồi mọi người alo cho em ha. À ở đây. Ở đây em thấy như có một quài nữa mọi người. Đúng rồi. À, nhưng quài này nó non mọi người. Trái nó còn non. Em nói như mọi người có đúng không? Ở trái những trái nào non là cái phần xác ở bên trên này nó màu trắng nè. Nó trắng nha mọi người. Trái nó còn non. Nhưng trái này nứt rồi. Cuốn này chắc hư mọi người. Cái cuốn nó đen rồi. Cuốn nó chết rồi. Rồi nó đây. Cái cuốn nó chết rồi. Là nó không có đủ cung tới khô đâu ha. Buồn này hư mọi người. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em ha. Em xin cảm ơn mọi người. Video tạm thời kết thúc tại đây ha.